Bản Sốp Mạt, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An từng được mệnh danh là bản vắng đàn ông hay thủ phủ ma túy. Có thời điểm hầu hết đàn ông trong bản đều bị phạt tù hoặc vào các trại cai nghiện ma túy. Trong bản chỉ toàn phụ nữ và trẻ em. Hơn chục năm qua, với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, bản Sốp Mạt này đã đổi thay, ma túy dần được đẩy lùi, niềm vui đã trở lại với bản làng dưới chân núi Pù Lôm. Nằm cách trung tâm thị trấn Hòa Bình chừng 10 km, bản tái định cư mới Sốp Mạt nằm chênh vênh bên cạnh dòng Nậm Nơn. Với địa hình phức tạp, bao quanh toàn núi rừng hiểm trở, nơi đây thuận lợi cho việc buôn bán và lẩn trốn của tội phạm ma túy. Vào những năm 2000, Sốp Mạt có gần 40 hộ, thì có tới 30 hộ có người đi tù vì ma túy. Sốp Mạt từ đó được người ta nhắc đến với cái tên bản không trồng. 9 năm nghiện, 4 năm ngồi tù, ông Xí hay bà Lan là những người hiểu rõ nhất về tấn bi kịch khi bị cuốn vào lốc xoáy của ma túy. Cuộc sống thì khó khăn vất vả lắm. Không ngủ yên, không là ăn không ăn được, ngủ không ngủ được. Hiện bây giờ là bỏ hẳn cái ma túy rồi. Hiện bây giờ cuộc sống là thay đổi nhiều. Vui vẻ là nhà nước hỗ trợ này, giúp đỡ này, con cháu hậu hành này. Theo thống kê hiện nay, bản Sốp Mạt có 43 hộ với 290 nhân khẩu. Từ năm 2018 đến nay, địa bàn đã không còn người tái nghiện và nghiện mới. Tháng 5 năm 2018, bản Sốp Mạt vinh dự được công nhận trở thành làng văn hóa và phấn đấu đến quý 1 năm nay về đích nông thôn mới. Để có được những niềm vui này, hơn chục năm qua, Đảng bộ, chính quyền địa phương đã nỗ lực trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới từng hộ dân trong bản, đặc biệt là hướng dẫn người dân tố giác tội phạm ma túy. Nhiều mô hình giúp đỡ người sau nghiện tái hòa nhập cộng đồng, xây dựng bản không tệ nạn ma túy, mại dâm cũng đã được triển khai. Tuy nhiên, với địa hình phức tạp, Sốp Mạt vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát trở lại thành điểm nóng về buôn bán ma túy. Do đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến từng hộ dân trong bản, đặc biệt là lứa tuổi học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường là điều hết sức cần thiết. Địa hình, địa thế của cái bản này nó thuận lợi cho cái việc buôn bán ma túy của các đối tượng buôn bán ma túy. Do vậy là huyện chúng tôi xác định phải thường xuyên làm tốt công tác phòng chống tại đấy. Và có như vậy thì nhân dân người ta mới an tâm tổ chức sản xuất, phát triển, duy trì cái văn hóa làng bản ở đấy. Rời Sốp Mạt với những chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như hành động của người dân nơi đây, hứa hẹn sẽ mở ra một tương lai tươi sáng. Nắng sẽ tỏa trên đỉnh Bù Lôm và những mái nhà sẽ không còn vắng bóng đàn ông.